hello hello xin chào tất cả các bạn nhé thì hôm nay mình sẽ uh, cho các bạn trải nghiệm một chút ở uh, nhìn từ xa cái nick của uh, bọt uh, idol chứ idol văn mạnh bọt tê hơi nhầm idol văn mạnh uh, chơi độc lạ bình dương đó là tì lam bà uh, cũng chúng ta sẽ cùng soi qua một chút đồ hình nhé đồ hình thì khá là phối kết hợp giữa minh giới và thánh giới kiểu uh, đồ hình hơi lầu thực cả một tí bởi vì sao? Bởi vì khi mà chơi tỷ lam bà ấy thì sẽ không tối ưu được cái sức mạnh của trư vật giới đối với thánh. Ví dụ như chơi ngộ không ấy thì khi trư vật giới thì ngộ không còn có thể phục thù được. Còn tỷ lam bà thì thường sẽ không có hiệu ứng phục thù từ trư vật giới. À, về đế thính ấy, à, về đế thính cũng như bạch thử, bạch thử này là bạch thử hồi máu, đế thính để hỗ trợ Uh, di lặc di lặc ở phía sau tỷ lâm bà thì di lặc có tác dụng hỗ trợ rất là lớn đối với tỷ lâm bà nha các bạn thì mình sẽ đảo qua một số con chủ lực của nick này uh, nick thì uh, nick này thì tỷ lâm bà phá cảnh bảy uh, lượng tấn công là gần 6 triệu uh, đi cho mình bộ thiên kỹ gồm vong hồn tăng bốn năm tấn công uh, riêng đặc điểm mà cái thiên kỹ sang ngô tĩnh này thì nó sẽ uh, tỷ lệ 25% tăng một liên kích nha các bạn uh, khi mà mình đi đánh thường vì thế khi mà con lam thì bà mang cái thiên kỹ này thì cái lượng liên kích của nó liên tục cái rất là ghê nó có thể đánh thường tầm khoảng mình mấy lần ấy tiếp theo đó là một cái thiên kỹ thay bạc kim tinh bảo kích với bạo thương à, thì nếu mà đi thay bạc kim tinh thì với một người tư duy tốt như thế này, này thì chắc chắn sẽ đi bạo thương ở kỳ vật đỏ rồi À, thủy long ngâm thì cái thủy long ngâm nó rất là mạnh khi mà đối với cái đánh thường nhé bởi vì cứ mỗi lần các bạn đánh thường thì sẽ kích hoạt thủy long ngâm luôn rất là ngon là 30% trăm sát thương cho một à, đơn mục tiêu đối với những con tướng như dương tiễn là ngộ không hay là tỷ lâm bà chẳng hạn đánh thường nó là đơn mục tiêu nên cái này kích hoạt rất là mạnh à, về đồ về đồ thì vẫn là đồ đỏ nhé không có đồ hồng hoa ở à, thức tỉnh ba à, mắc pháp tạo Đấy, mình sẽ đảo qua nhanh tiếp theo nó là tiếp con di lạc di lạc bây giờ thì lại được cái tiên phạt chế nhân ở vị trí di lạc nha các bạn ở vị trí phía sau để tối ưu cái lượng tam sinh tam thế cũng như là cái điệu môn ngón quý này đấy thì để đảo qua cho các bạn một tí Ở à, nick này thì tiểu bạch long đang thức tỉnh hai đấy đang đi phản đòn nhé tiểu bạch long đi phản đòn đấy và, và, và kỳ vật thì cũng bình thường không có gì đặc sắc Uh, lượng máu thì gần uh, 57 triệu uh, Đồ thì cũng như vậy uh, Nick thì hình như đầu tư cho đế thính nhỉnh hơn một tí Theo như mình nghĩ thì nên đầu tư dồn đồ sang tiểu bánh long sẽ hay hơn So với việc là ôm đế thính uh, Nick này thì cũng được uh, chủ Nick đăng lên clip cộng đồng khá là nhiều Mọi người cũng khá là thích Thì mình cũng bú phim thôi <laughs> Bú phim kiếm view thôi uh, Nên là uh, vui vẻ giải trí nha các bạn Không uh, tô xích Nói chung là chủ yếu là cho mọi người nhìn nhận về một số cái nick giai đoạn này đối với thánh giới nó đi lan tỷ bản nó như thế nào nó hiệu quả không nói chung là lan tỷ bản mình đánh vẫn đánh giá là nó khá là ngon đấy ờ, à, vấn đề là nuôi lan tỷ bản nó rất là tốn các bạn rất là tốn tiếp theo nữa mình sẽ đảo qua một số nick như đức anh À, một tỷ bài lực chiến cũng như là nick, nick Ngọc Thảo, 1 tỷ 2 lực chiến à, Hiện tại thì uh, xe S1, bót uh, Nam Đẹp Trai đã không chơi nữa Đợt này còn không báo danh luôn Vậy là các bạn có thể mùa mới thì uh, sẽ uh, sắp tới sẽ có sự cạnh tranh mạnh giữa bót Văn Mạnh uh, Idol Văn Mạnh và Idol Đức Anh nhé, bạn Đức Anh này Thì uh, để xem ai là người vô địch cái giải uh, đầu phe của S1 uh, chúng ta sẽ đảo qua nick ngọc thảo một chút nhé bởi vì tí nữa có một chỗ trận BK thì các bạn phần cảm nhận nick ở uh, ngọc thảo ngọc thảo tuy rằng một tỷ hai lực chiến nhưng này có ngộ không là uh, tấn công tận là uh, gần 5 triệu uh, đi bộ uh, thiên kỹ này các bạn nhé chân quân điện thánh uh, đi thủy long ngâm đợt này thì thủy long ngâm lên tầm cao thì mọi người khá là chuộng bởi vì khi đó thì sẽ solo với nhau rất là nhiều nhất là thánh đánh với thánh ý bạn nào cầm thủy long ngâm với một bàn cầm nhất tiễn mai thì thủy long ngâm sẽ có rất cực kỳ nhiều lợi thế khi đánh thánh với thánh còn thủy long ngâm thì ở uh, cái nhất tiễn mai thì nó sẽ làm cho các bạn nhãn nhãn hoặc là bạn nào đi đam ao trình thì đi nhất tiễn mai nhé uh, nick này thì uh, tiểu bạch long có vẻ khỏe hơn tiểu bạch long của bạn uh, idol vặn văn mạnh các bạn đấy uh, một sách đỏ uh, tận 60 triệu máu cũng đi phản đam nha các bạn Đấy, phản đam hồi sinh với uh, chuyển thủ thành công không đi hiệu ứng như mình á, mình thì uh, nick chú heo thì vừa khóc nick chú heo thì không chơi phản đam chỉ chơi uh, hiệu ứng với uh, trâu thôi à, tiếp theo nữa thì uh, mình sẽ chuyển qua sang cái nick uh, đức anh đức anh đợt này thì sẽ đã giành giải vô địch À, Đức Anh thì có tiểu bạch long thức tỉnh 3 này Nhìn hơn này, nhìn hơn là 10 triệu máu này à, Thánh đánh với thánh ăn thua ở tiểu bạch long thôi Tiểu bạch long ôm được nhiều Thì cái lợi thế khá là lớn Hầu như giai đoạn này các bạn thấy không à, Một số nick tố là bắt buộc phải lên tiên phạt chế nhân Để không cho đối phương Để để hai cái tiên phạt chế nhân này nó sẽ tiệt tiêu nhau Nếu mà cả hai cùng level 6 thì sẽ tiệt tiêu nhau Và bắt đầu tính lại từ lực chiến Nên khá là hay nha các bạn cũng không phải là tiệt tiêu nhau đâu mà là uh, Người nào mà tiên phạt chế nhân bằng nhau thì nó sẽ tính sang cái lực chiến Thì lúc đó sẽ ai sẽ là người ra kỹ năng trước uh, Vẫn là pet Anh Chiêu ở vị trí thiên Đấy mình đảo qua nhanh như vậy Ok chúng ta sẽ cùng vào xem cái trận đấu nó diễn ra uh, Thứ nhất là các bạn có thể thấy là uh, Văn Mạnh uh, đã vào được chung kết gặp Đức Anh Và thua với tỷ số 0-2 uh, Và À, các bạn thấy một điều là Ngọc Thảo đã thắng được Đức Anh nhé Ngọc Thảo tuy rằng 1 tỷ 2 lực chiến Nhưng lại thắng được Đức Anh 1 tỷ 7 Trong khi đó bót Văn Mạnh thì hầu như là không không thắng được Văn nào Ok chúng ta sẽ idol chứ <laughs> Idol, idol, idol thôi không, Chưa phải bót Ok nhé mình sẽ xem Trận đầu tiên của uh, Văn Mạnh Đánh với Văn Nghiện Đấy Văn Nghiện này thì uh, Lực chiến bao nhiêu nhỉ Nhưng thôi chúng ta xem đi, xem một trận đây trừ bạt dưới lại sẽ tiền phạt chế nhân đấy à, rồi tỷ lam bà ăn mai khai nhị độ rồi ra kỹ năng luôn nhé bạn ôi phản đam kìa ui bên kia bên kia ngộ không là tiên phạt chế nhân nhé các bạn nhưng ngộ không có vẻ không đủ đam các bạn ngộ không mà ra một lần kỹ năng mà không giết được tiểu bạch long thì hầu như toàn à, tỷ lam bà ra kỹ năng một cái thì bên kia chết luôn thắng luôn các bạn nhé, không nói nhiều. À, chắc là chân lực chiến nhau quá nhiều, bởi vì à, tầm này ấy tối thiểu là ngũ không phải giết được cái tiểu bảy long kẻ địch thì lúc đó sẽ có cửa thắng, còn mà không giết được trong lần lợ lượt đánh đầu tiên thì khá là khoai. đấy đó là thánh đánh với thánh nhá. OK, à, à, mình sẽ xem một trận thôi, à, mình sẽ xem một cái trận tiếp theo là sẽ chuyển qua xem Đức anh với ngọc thảo đi. đây Đức Anh với Ngọc Thảo thì ván đầu tiên Ngọc Thảo thắng nhé Ván thứ hai thì Ngọc Thảo thua Và ván thứ ba thì Ngọc Thảo thua Dẫn đến việc là Đức Anh giành chiến thắng Thì chúng ta sẽ xem trận thứ nhất luôn Trận thứ nhất thì không hiểu tại sao Ngọc Thảo thắng nhé Sợ thật Mình không hiểu được tại sao luôn à, Ngọc Thảo thì ở vị trí thiên là Tì Hưu nhé các bác Ui Tiểu Bạch Long bên kia đánh bên này mà một máu các bạn. Chứng tỏ Tiểu Bạch Long thức tình giảm sát thương nó cao thế nhỉ. Ui, một. Hấp thụ này. Ui, được quả đỡ bảo kích kìa. Ăn được quả đỡ bảo kích kìa các bạn kìa. Ui. May như ăn được một quả đỡ bảo kích nên... nên đỡ đỡ chế tim một người các bạn nếu mà ngộ không mà còn liên kích ấy, nó có thể đánh sang một con trừ bạt sứ hoặc con đế thính đây đây mới đến lượt à, ngộ không của ngọc thảo ra kỹ năng đấy các bạn thấy chưa ui thấy bạn thấy chưa còn thứ hai liên kích các bạn thấy chưa ui dã man mà trong cái đó lượng tấn công thua nhắc các bạn mình nhớ một bên 5 triệu một bên 7 triệu mà tranh nhau dã man chứng thỏ nó nó mang tính nhân phẩm các bạn ui nó mang tính nhân phẩm rất là cao các bạn thấy chưa Ui Phải nhái Chúng ta phải xem Các bạn thêm con ngộ không búp nhiều lắm các bạn Ui thấy chưa Tranh nhau 500 triệu lực chiến đấy các bạn ạ Không đủ được đâu Tranh nhau Đấy các bạn thấy chưa Đấy mình Đây chúng ta sẽ check qua lại nhé Ui Dã man mình mình cũng phục tại sao mình lên cái clip này thứ nhất là uh, thứ nhất là mình mình khá là nề Các bạn uh, Ngọc Thảo này dã man. Đây, mình xem thần thông nó. Thứ nhất là bục tai cái này lên này. Không nói làm gì rồi. Xem thần thông có thần thông nào trâu không? Ôi, thần thông bạt bảo kiếm thân này. Giảm sẽ thương gián tiếp này. Hết rồi các bạn. Hầu không có thần thông nào tanh nữa. Mà sao cảm nhận nó trâu nhỉ? Quả đó, ngộ không bên kia ra kỹ năng mà không Ờ à, Các bạn xem nhá, à, 4 triệu 9 tấn công này. À, bên Đức Anh là bao nhiêu? đến nước Anh mà 6 triệu 6 các bạn thấy chênh chênh 1 triệu 6 lực. tấn công luôn rén rén các bạn ạ đây xem này Ngọc Thảo này Ngọc Thảo ăn quả du long quy hải vậy chứng tỏ là cái du long quy hải vẫn ngon nhỉ thì sẽ được lợi thế hơn trong quá trình ra kỹ năng một lần các bạn ạ vì thế mình cũng nói chung là phải, phải suy nghĩ về cái du long quy hải khá là nhiều ok chúng ta sẽ quay trở lại trận đấu À, tiếp theo giữa Đức Anh nhé đây mình sẽ đây trận thứ hai luôn cho các bạn xem trận này trận thứ hai thì bắt đầu Ngọc Thảo thua rồi và có thay đổi vị trí không có các bạn ạ. À, bên Đức Anh đã thay đổi vị trí của Tiểu Bạch Long các bạn ấy. cũng thay đổi vị trí ngộ không luôn đợt này thì các bót cho ngộ không ra hàng phía sau khá là lợi nhiều tại sao là như vậy bởi vì khi mà cho hàng thì sao thì nó sẽ đỡ đơi được một việc mà đánh thường một cái địch ấy, đỡ bảo kích kìa cái Đỡ bảo kích chất lượng đấy các bạn nhỉ Đỡ bảo kích tiếp kìa Ôi, bảo kích chết luôn Vẫn đang thử hai liên kích nha các bạn Đấy, một quả Ui Đấy, các bạn thấy chưa Đôi lúc có những sự may mắn như đỡ bảo kích hoặc né tránh Nó có thể lật kèo được các bạn Đối với các bạn chưa thành nha các bạn Ở thằng tiểu bạch long Tiểu Bạch Long bên kia giảm nhiệt giả thương cao kìa, Đế thính đánh một máu các bạn ạ, Đấy thắng toàn diện rồi, nói chung là chỉ cần thay đổi một vị trí một chút cũng như là à, không còn nhân phẩm đến từ à, Ngọc Thảo nữa thì Ngọc Thảo sẽ à, lên lên bảng điểm số thôi. Đấy, OK chúng ta sẽ quay đến cái trận hai cái trận cuối cùng giữa trận à, à, Idol Văn Mạnh và à, Đức Anh idol văn mạnh thì đã thua không biết thì sau này mà nếu mà idol văn mạnh chỉ cần lực chiến hơn đấy thì cửa thắng từ idol văn mạnh rất là lớn bởi vì nếu mà được ai, idol văn mạnh được đánh trước thì sẽ được rất là nhiều ưu thế đợt này thì idol văn mạnh cho tỷ lâm mà vị trí thứ nhất bên kia ngô không cũng vị trí thứ nhất và chắc chắn rồi ngô không bên kia sẽ là người ra kỹ năng trước bởi vì bên kia có tiền phạt chiến nhân ui di lạc được ra kỹ năng trước nha các bạn Ôi vậy là cái này nó tính theo được đánh đầu không ấy? Thay thế một người đánh đầu một phạt quyền. Ui. Ngũ không này tiên phạt trị nhân này. Ui. Phải anh nhái. Ui còn thứ hai liên kết kìa. Ui. Phải anh nhái. Đó. Các bạn thấy cái phong hỏa nó giật ghê không? Nó giật một lan thì bà còn một tí máu rồi đánh thường một cái chết luôn. <laughs> và wow, cái phong hỏa kìa. sợ thật sắp tương gián tiếp thì hầu như là cái mấy cái bất tử không, kháng được nha các bạn ui số khá là đen nếu mà cái trận đầu tiên ấy thì lam bà được đánh trước ở phe phe idol văn mạnh được đánh trước thì idol văn mạnh có thể cho tiêm phạt chi nhân vào tỷ lam bà thì có thể là có một cửa thắng nào đó bởi vì đội hình này đang để Tiểu Bạch Long hàng ngang mà hàng trên mà thì khi ra kỹ năng sẽ trúng vào ngủ không luôn thì rất là tiện khá là nhọ cho uh, Idol Văn Mạnh. Đấy, tiếp theo là ván đấu thứ hai. Ván đấu thứ hai thì chắc chắn bên uh, Đức Anh sẽ là người đánh trước rồi. Đấy, thay thế nhau mỗi người đánh một lần. Idol Văn Mạnh thì uh, tí hưu ở vị trí thứ thiên nhé các bạn. Ui nả đau lắm các bạn thứ đang còn ba liên kích kìa Ui phản đam chết uh, Con Di Lạc rồi Bây giờ mới lên lượt đánh thường Ui vãi nhai Một đánh thường chết Không phải đâu Một đánh thường chết mà. Các bạn hiểu không Lúc đó là Tiểu Bạch Long không còn liên kích nữa Nên Tiểu Bạch Long nó không ôm đam khiến cho việc là không có ai ôm đam thì lúc đó ngô công nó sẽ đánh thường người ở trước mặt nó mà người ở trước mặt nó lại là tỷ lam bà ấy nên tỷ lam bà thì đánh thường một quả một thôn đến tận rốn các bạn ạ tính ra mình thấy thật ra là mạnh hay mạnh nó cũng tùy vào nhân phẩm nữa nói chung trong đánh nhau đó nhân phẩm khá là nhiều mình nói thật <laughs> việc mà cho hai tiểu bạch long đứng vào trước mặt nhau ấy thì hai bên sẽ xả kỹ năng với nhau giai đoạn đầu rất là sớm bởi vì có du long quy hại này nên hai bên sẽ xả nhau thì khiến cho việc mà mất liên kích ở hai tiểu bạch long giai đoạn đầu bốn liên kích bị mất rất là nhanh đây mình sẽ đánh cho các bạn xem lại cái trận đấu này đây là trận đấu cuối nên mình sẽ bao chậm một tí đây ngũ không vào trận là ba liên kích luôn các bạn nhé thì Lam bà cũng ba liên kích thánh này các bạn để ý một chút về liên kích mặc đây tiên phạt chí nhân được đánh trước này ui một phát là chết luôn nhá các mắt đấy um, tiểu Bạch long còn hai liên kích này còn một liên kích này Đấy, bây giờ Tôn Ngộ Không đánh thường một phát này. Tôn Ngộ Không bây giờ còn bốn lần đánh thường mà. Mất được một liên kích này. Không liên kích ở từ Tiểu Bạch Long. Bây giờ còn ba đánh thường. Ui Đó là một quả đánh thường chết nha các bạn Một quả đánh thường đánh tỷ lăm bà Còn 1 phần 5 máu đúng không Rồi kết hợp với một cái thần thông bổ sung đam ấy <laughs> Cái thần thông bổ sung 20 phần 5 tấn công ấy Nó giật một quả Đấy phong ngoại nó giật Đấy để tao lại cho các bạn Để các bạn cảm nhận được một cái trận đánh nó diễn ra như thế nào Đôi lúc mình nói thế này các bạn cũng rất là khó hiểu nhưng thôi bạn nào chơi thánh nhiều thì cũng sẽ hiểu thôi còn là các bạn chơi hệ khác thì chúng ta cứ thầy bỏ xem voi hoặc là cứ ngựa xem hoa thôi các bạn ạ ôi khá là buồn cho idol văn mạnh nếu mà chúng ta trải nghiệm được cái tỷ lam bản đánh thức thì khá là hay ok nhé Nói chung là về thắng thua ở đấu phe Nó không nói lên tất cả các bạn nhé Bởi vì đấu phe thì uh, nó có một đội hình riêng của đấu phe Mà đánh đánh bốn phe thì nó khác Đánh mà đánh đánh tổng quan ấy Đánh mà nó không không không, không có hồi mình đang hạng 219 Mình vào đối quyết vinh dự coi có, có trận nào của Idol Văn Mạnh nhau Cho các bạn xem nốt ừ, Hôm nay là Idol đầu văn mạnh sẽ được ưu tiên Ui có một bạn B3 này các bạn này <laughs> Ai thắng đây các bạn b này Và anh nhái từ từ mình bỏ qua mà Ui thôi b, B3 không ăn thua được Khỏi xem này các bạn B3 thì thôi Đây đây có idol văn mạnh không Ôi, idol ấy không đánh nhau à Thế thì ở uh, video cái kết... đến À đây, đây 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 nha Chúng ta có hai clip nha hai clip của idol văn mạnh nha Đánh với bạn à uh, Tihi Kun, đây, đấy chúng ta có hai cái clip này. Đấy, xem Idol Văn mạnh được đánh trước như thế bác Ở đây thì chắc là uh, tiên phán trí nhân rơi vào đầu thằng nào đây? Bên kia, ôi, từ từ bên kia là phải tiên để đánh trước đã các bạn ạ. À. Vậy là tiên phạt trí nhân vẫn ở di lạc nha các bạn Tính ra con di lạc đôi lúc nó cũng bóp nha Nó đánh nhà. đam ba hàng ấy, khiến cho bên kia kích chu long kia lại đây mà ra kỹ năng rồi nha mà lấy liên kích 8 nha một này ui liên kích 8 còn với cái thần thông kia nó rất là ngon nha các bạn thần thông bổ sung đam ấy mà ai nhà ấy, nó chọt phát nào thấm phát đấy chứng tỏ lúc nãy ai đồ văn mạnh khá là nhọ thiên đế nó trâu thế À không phải thiên đế nó trâu mà nó có cái thần thông giảm sát thương của tỷ lâm bà Nói chung là đam, đâm chính của bên kia sẽ bị giảm sát thương rất là nhiều Giảm sát thương tổng phải giảm sát thương tổng 30% Đấy tỷ lâm bà vẫn bốn liên kích nha các bạn Gõ, gõ mấy chục phát rồi gõ, gõ 10 phát rồi mà vẫn đang còn bốn liên kích Sợ tỷ lâm bà này mà sau này mà cho cái đường tăng thức tỉnh lên Thì cho bụt phun liên kích liên tục thì nó tởm đến Nhất cả nách sau này mà có điều kiện để thay di lặc thành thành đường tăng thì khá là ngon ui các bạn thấy chột đau không đấy các bạn phải thấy chưa quá đẳng cấp đấy tuy rằng bởi vì nhược điểm của tỷ lâm uh, à, bi của kiểu này ấy, thì uh, tiểu bánh long không được khỏe bởi vì chủ nick đang dồn vào đi thính vì thế nick của nick của idol phát Văn Mạnh ấy sẽ mạnh nhất khi đánh ba hệ khác Còn mà Thánh đánh với Thánh này sẽ ngang kèo thôi Còn mà Thánh với đánh, Thánh Thắng mà gặp trên lực chiến thì rất là khó ăn Bởi vì bên kia sẽ bổ của Tiểu Bạch Long bên này trước và đánh liên kích Nếu mà Thánh gặp một Thánh mà muốn thắng đối với Idol Văn Mạnh ấy Thì nhất phải cho con tỷ Lâm bảo hàng sau chẳng hạn Thế thì nó sẽ đỡ đi một số cái liên kích Ui các bạn thấy chưa? Đấy, Idol của các bạn ấy chọt nhất connect nách các bạn chọt nhất cả nách <laughs> đây chúng ta xem trận tiếp theo nhé vẫn là đánh nick này đánh ai lẫn dưới này có dưới này không có đấy các bạn thấy mình tâm huyết làm clip như thế này các bạn mà không cho mình một like một đăng ký nữa thôi hơi bị buồn đấy mình sẽ gắn ra một ngày khoảng hai clip đến ba clip à, nói chung là mình làm clip thì cũng khá là nhanh à, à, cũng nói thêm một chút nữa là các bạn nào mà có nick muốn bán ấy bởi vì mình cũng thấy một số một 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 số lần mình vào nick các bạn thấy các bạn nghỉ chơi rồi. Và thấy rất là phí có những cái nick là 2 3 triệu các bạn nghỉ chơi đi tại sao các bạn lại không bán đi? Bán rẻ được 300.000, 400.000 cũng được. Rồi cho người ta chơi để đỡ tiếc cái nick của mình. Thì nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu nghỉ game thì cứ gửi nick cho mình, rồi hôm nào mình lên clip rồi bán cho các bạn cho nó dễ. Chứ để có người thì gắn thèm kiếm nick mà có người thì cần lại bán Bởi vì bản chất cái trò chơi này các bạn phải mua bán nick lại rất là nhiều lần Bởi vì càng chơi dài ấy, thì càng phải mua nick các bạn. Bởi vì có một số người người ta nạp 10 triệu, 20 triệu người ta nghỉ rồi người ta bán cho mình rất là rẻ Người ta bán chỉ 1, 2 triệu đến nói chung là người ta sẽ bán bằng tổng số từ 20 đến 30% số nạp Thường những cái trò này nó kiểu vậy Còn nick nào mà bi ngon quá Hoặc là chủ nick chơi hay quá Thì nó tầm khoảng 40% đến 50% giá nạp Còn đối với những cái nick cải chay ấy, Mà chưa nạp nào mà nó rất là khỏe Thì nick đó cũng khá là đắt Bởi vì những cái nick đó là tâm huyết của người ta Mà thường người ta cũng ít khi bán lắm Bán mà nhiều lúc đưa vào cho những người nào mà không biết chơi ấy, Thì nó cũng rất là tiếc cái nick thật Ui, trọt thấm nha các bạn nha Đấy, nó trọt đau vãi <laughs> nhưng điều kiện là nó phải được đánh các bạn không được đánh ở hầu như nó không có cửa bởi vì nó cũng rất là yếu nó cũng rất là máu giấy nó đôi lúc còn máu giấy hơn cả ngộ không Ngộ không thì hiệp đầu đôi lúc cái phá bảo nó còn cho 50% giảm bé thương đấy mà thường thì cái phá bảo của ngộ không mà cái giảm 50 mươi sẽ tương ít khi được sử dụng lắm bởi vì tại sao hiệp đầu mà mấy hiệp đầu thì thường là tiểu bạch long nó ôm rồi ngộ không mấy khi mà bị đánh đâu nếu mà bị đánh thì giỏi lắm phong hỏa nó giật lây tới hoặc cả nhất tiến mai nó giật tới ấy thôi à, video đến đây thì cũng là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhé xin chào